Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Spicy Chicken McNuggets đã trở lại và chỉ có 2,50 đồng tại McDonald's. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình Thời sự Thế giới của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 56.10/14.2. Mời quý vị vào trong trang nhà luoiduonsaigontv.com và nếu vào Facebook và YouTube nhớ nhấn nút subscribe. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một thứ sáu, chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui và đã đến với Lưới Điện Sài Gòn TV theo dõi thêm các bản tin đáng chú ý liên quan đến tình hình thời sự thế giới. Tổng thống Joe Biden hiện nay đang chuẩn bị có cuộc họp mặt với khối G7. Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin chi tiết cũng như song song là tin tức liên quan đến Texas mà quý vị cùng theo dõi. Thế nhưng đầu tiên là thời tiết của quận California trong ngày cuối tuần, Thảo Yên. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó thì gió đã hết rồi, không có còn nhiều như ngày hôm qua nữa. Và hôm nay thì nhiệt độ Westminster và Garden Grove giữ ở mức là 70 cho đến 72 độ, trời nắng ấm rất là lý tưởng. Buổi tối thì vào khoảng 47 cho đến 49 độ thôi quý vị, cũng hơi lạnh. Nhưng mà vào ngày mai đó, thứ bảy với chủ nhật thì chúng ta thấy là gió quay trở lại và sức gió trung bình là vào khoảng 17 cho đến 20 dặm một giờ. Nhưng mà nhiệt độ không có đổi thưa quý vị, vẫn ở mức là 70 cho đến gần 76, 77 độ chủ nhật với lại thứ hai, nhiệt độ tăng mạnh hai ngày đó và kéo dài luôn cho đến tuần tới. Nói chung từ đây cho đến qua tuần tới thì trời khá ấm áp, nhiệt độ khoảng chừng đâu 73 đến 75 độ thưa quý vị. Và đến sáng nay thời tiết ở Texas rất là tuyệt vời, đỡ lạnh nhiều lắm rồi. Chúng tôi sẽ có thêm tin chi tiết, mặc dù vậy hệ thống điện và nước vẫn còn gặp nhiều trục trặc. Bên cạnh đó, trong hai ngày qua thị trường tài chính khá nhiều biến động. Thứ nhất, hôm thứ tư thì họ bán tháo để chốt lời. Hôm thứ năm thì công bố của Bộ Lao động Hoa Kỳ đưa ra cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vượt quá 800.000. Dự đoán là dưới 800, mà con số thực tế là trên 800.000, đã khiến giới đầu tư lo ngại và bán tháo cổ phiếu ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì giới đầu tư để qua chuyện tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao qua một bên. Họ nghe các thống kê cũng như các dự đoán của các chuyên gia về kinh tế của các đại ngân hàng, trong đó kể cả Goldman Sachs vân vân, đưa ra cái nhìn trong tương lai đối với rất nhiều các khu kỹ nghệ. Đặc biệt họ tiên đoán khu du lịch sẽ tiếp tục tăng mạnh, và nhờ cái khu du lịch này đã giúp đẩy thị trường lên cao trở lại. Dow Jones lên 123 điểm ngày hôm nay, Nasdaq lên 106 điểm. Nasdaq trong hai ngày trước rớt cũng hơn 200 điểm. S&P 500 lên được 14 điểm, thị trường Nhật Bản xuống 218, Hồng Kông lên gần 50 điểm và Thượng Hải lên hơn 20 điểm. Ngày hôm nay phần lớn các cổ phiếu liên quan đến ngành du lịch và các công ty phụ trách các hồ sơ về du lịch, có nghĩa là họ có những cái nhu liệu khi hãng máy bay cần đặt vé, người dân muốn mua đặt vé thì có những hãng họ cung cấp những nhu liệu cũng như nhân viên để giải quyết những cái hồ sơ. Chẳng hạn như quý vị bay trễ hoặc là rời máy bay hoặc là book như thế nào đó, quý vị gọi thì có người phụ trách, có cả những cái công ty cung cấp các dịch vụ đó thì đều lên hết tất cả. Chẳng hạn như là Carnival Corp một lần nữa, công ty chuyên về ngành du thuyền cũng tăng mạnh. United Airlines, hầu hết những các hãng máy bay ngày hôm nay đều tăng, và tăng khá mạnh thưa quý vị, từ 7 tới 10%. Công trái phiếu 10 năm sau 2 ngày giảm chút xíu, hôm nay lại tăng mạnh. Ngày hôm thứ 2, thứ 3 có lúc lên 1.3%.
rồi sang đến ngày thứ tư, thứ năm thì dưới 1.3, hôm nay thì lên trở lại 1.33%. Và điều này bên phía chính phủ Joe Biden cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang, họ lo ngại là tình hình lạm phát có thể gia tăng. Vì gói cứu trợ khi mà đưa ra đó, thưa quý vị, chắc chắn là chính phủ Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ phải tăng vân lời để kích thích số người đi mua công trái phiếu. Và khi công trái phiếu phân lời tăng, điều đó cũng có nghĩa là sẽ đẩy mạnh luôn cái tiến trình lạm phát. Dầu ngược lại thì xuống gần 50 sen, hôm nay còn 60 đồng lẻ 3 sen, mặc dù giá xăng vẫn tăng cao như thường. Vàng lên được 9 đồng mốt, bắt đầu khởi sắc trở lại, ngày hôm qua cũng lên trên 5 đồng, ngày hôm nay lên thêm 9 đồng, nhưng vẫn dưới mức 1.800. Hôm nay là 1.784 đồng 10 sen. Những cái con số này liên tục thay đổi, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, và vào ngày hôm qua thì quý vị cũng nghe anh Thụy gửi đến tin tức là ông Ted Cruz bị bắt gặp là đi vacation với cả gia đình ở Cancun. Nhưng mà có lẽ do tất cả báo đài họ đều đưa tin và ông chịu không nổi sức ép của dư luận. Mà vào 11 giờ sáng ngày hôm qua đó, là chỉ có vài tiếng sau khi cái hình ảnh mà ông đi ra sân bay bị bắt gặp, thì phóng viên lại bắt gặp một mình ông quay trở về từ Cancun, thưa quý vị. Và đây là lúc mà ông quay trở về một mình ông thôi. Thì ông rất là chịu khó đứng lại và giải thích với phóng viên. Ông nói rằng không phải là ông có kế hoạch đi nghỉ với gia đình, mà bởi vì trường của con gái ông vì thời điều kiện bão tuyết phải hủy bỏ nguyên một tuần luôn, thì với lại nhà ông cũng như bao nhà người khác bị mất điện, mất nước, cho nên là rất là lạnh. Thì con của ông xin được đi với bạn bè đến Cancun, thì ông nói rằng vì an toàn của con gái cho ông phải tháp tùng và drop off con gái ở tại Cancun, rồi sau đó ông mới quay trở về, chứ ông không có tính đi luôn. Thì cái đó là lời giải thích của ông, thưa quý vị. Nhưng mà đến sáng ngày hôm nay đó thì bắt đầu báo chí họ lại lấy được hàng loạt những cái text group này ở trong từ cell phone của bà vợ ông Ted Cruz là bà Heidi Cruz. Bà text cho một group toàn là những người hàng xóm xung quanh. Dạ vâng, thì như quý vị đọc đó, rõ ràng đây là một cái kế hoạch chuyến kỳ nghỉ của gia đình. Bà còn rủ luôn là những ai muốn đi đó thì có thể tháp tùng chung với lại gia đình của bà, có direct flight lúc mấy giờ vân vân. Và bà ở một cái phòng khoảng 300 mấy một đêm thôi quý vị. Thì rõ ràng Ritz-Carlton. Là đúng rồi, khách sạn cũng hạng sang, cho nên là nó cái này nó đi ngược lại với cái lời giải thích của ông, đó là ông chỉ drop off con gái, nhưng mà rõ ràng theo lời bà vợ là đây là một cái kỳ nghỉ có lên kế hoạch của gia đình và còn muốn rủ rê hàng xóm đi càng đông càng vui. Mexico Ritz-Carlton là 309 đồng, Ocean Front, tức là mở cái balcony ra quý vị nhìn thấy biển, ở dưới Laguna Beach, Oceanside vân vân, một cái phòng của Ritz-Carlton $1,000 nếu quý vị muốn nhìn thấy biển, cái sự khác biệt như thế. Cho nên 309 đồng với bà Heidi Cruz đang làm việc cho Goldman Sachs nữa, mà quản trị viên cho Goldman Sachs, gia đình khá giả. Có điểm đáng chú ý, thưa quý vị, ông Ted Cruz khi mà đưa ra cái phần trả lời viện cớ con gái đó, thì người ta thấy hơi rõ ràng là không có chính xác. Thì để vợ đưa con mình được rồi, hoặc là để cho người thân trong gia đình đưa được rồi, tại sao mình phải đưa? Nhưng mà Thảo Y vừa nói đúng, cái áp lực quá lớn. Ngay cả khi ông ngồi lên máy bay đó mà thấy người chụp hình thì bắt đầu ông nghi ngờ rồi. Cho nên là về đến nơi thì rõ ràng gặp phải cái sự chỉ trích, và các cố vấn của ông nói thôi, đừng nên nán lại làm gì nữa. Nhưng mà ít nhất ông ở được một đêm ở được một đêm ở Mexico, qua ngày hôm sau để mới bay về, thưa quý vị. Và trong khi đó rõ ràng, tại vì sao, một thượng nghị sĩ tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ thôi mà tình hình nghiêm trọng ngày hôm qua liên quan đến số người điện thì đã có nghĩa là chỉ có khoảng 500.000 người mất điện thôi, nhưng mà số người họ phải xếp hàng để mua nước, thực phẩm rất vô vàn khó khăn. Thứ hai, nhiều người mua những cái bình gas, quý vị, cái bình gas bán ở ngoài Home Depot ở các nơi đó, họ chờ xếp hàng dài. Nhiều người nói tôi chờ cả 1-2 tiếng đồng hồ trong khí trời lạnh giá để có được một bình, nhưng mà đến khi đến phiên mình thì hết gas, quý vị. Có nhiều người họ nói
đến siêu thị mua đó thì hết nước. Tình trạng nước ngày hôm nay cũng gặp trở ngại. Lý do họ nói mặc dù điện bắt đầu khởi động trở lại, nhưng mà cái nguồn nước đó, nó vẫn còn dơ, cho nên họ chưa dám mở nước bơm liền. Thứ hai nữa là vì khí trời lạnh giá xuống dưới mức 0 độ, nhiều đường ống dẫn nước đã bị đông đá, và thậm chí có đường ống đông đặc quá lớn bị vỡ luôn. Và hậu quả như quý vị thấy là có những cái căn nhà nước nó tuôn xối xả, có những khu chung cư nước nó bung ra, nó gây lụt lội và hậu quả gặp nhiều khó khăn. Mặc dù sáng nay thời tiết ấm áp hơn, chúng tôi tiếp tục với các bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.